kêu lỡ mà em cãi anh gì em bay qua đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe, không được thì dạ. Quá thì anh bỏ anh đi thôi. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp nhiêu à? Hả? Em tên là Nguyễn Hoàng Phương, năm nay 32 tuổi và quê quán là ở chợ gạo Tiền Giang. Em mua bán sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại mình làm việc ở đâu Phương? Dạ em làm ở chợ gạo Tiền Giang luôn. Rồi. Em tên là Cẩm Duy, em đến từ Long An. Em là nhân viên văn phòng, hiện tại là em đang làm KCS cho một cái công ty gia công nữ trang ở Bình Chánh. Em đang ở nhà với gia đình là ở Cần Đước, Long An. Như vậy thì qua Long An thì sẽ tới chợ gạo. Dạ. Không sao, cũng chung trên một tuyến đường ha. Ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn ngon, hát hay. Hát hay. Mà hát cái cho không khí nó sơm lên đi. Lỡ mai thân nghiệp anh về Long An, anh lấy vợ miên. Vợ miên nó hiền, nó không biết xài tiền. Nhìn thấy nó đen nhưng lại có duyên. Kiếm chi do việc tốn tiền xà bông, dây phấn son nhàn nhạt. Trời ơi trời. Thế em gái có nhờ khuyết điểm gì không? Hồi nãy mới nói ưu điểm mà. Dạ, khuyết điểm của em là cũng rất là nóng tính, rất là cọc. Nói chung là khi mà em vấp phải cái vấn đề gì mà nó nan giải á, em không giải quyết được thì em rất là căng thẳng và lúc đó em sẽ rất là điên. Ai mà chọc cho em gái là có thể quay qua cắn người đó liền. Hồi đó giờ cắn nhiều người chưa? Dạ chưa cắn ai hết chị. À, mới hù thôi, ta sợ. Dạ, mới hù thôi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, cũng dễ tiếp xúc lắm. Biết hát sơ sơ. Hát sơ sơ giờ hát tặng bên kia gì đi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần cô liêu. Em khóc cho đời viên xứ, dâng hiến cho người tình xa. Hay, chị em dán màn liền đúng không chị? Chưa có dán màn. Riêng ngoài ra mình còn có khuyết điểm gì không em trai? Khuyết điểm của em thì hay quên, hơi nóng tính xíu. Trời, bạn này cũng giống em. Với lại chị. Có rượu bia. Anh ơi, nóng tính sao anh? Ví dụ như lỡ mà em cãi anh gì anh bay qua đánh em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe, không được thì dạ. Quá thì anh bỏ anh đi thôi. Đúng rồi, bỏ đi chứ đừng đánh em nha, ai đánh em giận luôn á. Em thì không hút thuốc, nhưng mà rượu bia thì có, nhưng mà uống với mức độ giao tiếp thôi. Dạ. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp nhiêu à? Hả? Vậy là em giao 3 kết anh cũng uống hết luôn. Đùa hả? Đùa thôi. Về tình trường thì sao, mình có dạ, mấy mối tình? Dạ em có 2 mối tình nhưng mà nó không có tiến triển xa. Rồi, bạn trai. Dạ em có 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì chia tay nay hơn 1 năm. Chắc có vẻ là bên gia đình bạn gái đó là không có thích công việc của em, nói công việc của em là không có đủ điều kiện để lo cho con gái người ta. Rồi bây giờ em muốn tìm một người thế nào em nói bên kia đi em. Anh ơi giờ mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn đi anh. Đúng rồi. Cho nó lẹ. Để em hỏi anh trước đi. Anh có mối tình đầu của anh là bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu năm đó 23, 24 tuổi gì á. Ồ vậy là anh yêu trễ rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh bây giờ sống cùng gia đình hay là sống một mình à? Anh thì tự lập từ nhỏ rồi cho nên là đi làm đâu thì ở đó chứ dạ. Nhà thì ví dụ như tuần lễ nửa tháng gì chơi một lần. Dạ em thích vậy đó. Ủa anh có ghen không anh? Có chứ, thương thì phải ghen chứ. Ồ, nhưng vậy mà hả? Mức độ thôi. Em cũng ghen lắm nha. Ví dụ em đi ra đường mà em thấy cái anh đó đẹp trai quá em khen đẹp trai thì anh có ghen không? Đó chuyện bình thường mà, anh ra đường anh thấy đẹp anh cũng khen mà. Không, nhưng mà em á thì em khen thì được, nhưng mà anh mà khen là em sẽ quay qua em bóp liền. Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Là giả cái bóp liền. Là giả cái bóp liền. Người bạn trai của mình đó. Dạ. Mà công việc nói chung là làm ra tiền ít hơn em thì em có khinh thường dạ, công việc của tao không? Dạ, cái đó là cái vấn đề đó là hiện tại của anh thôi, nhưng mà chưa biết đâu được, sau này về em với anh làm ăn nó khác. Vậy được. Anh riêng chí chuyện đó đi. Dạ. Thôi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn một người bạn nam là cao hơn em, đẹp trai, sáng láng, cười có duyên, hiền lành, tốt bụng, đừng có dữ quá, em sợ dữ lắm. Em thì em rất thích con nít, chung là khả năng chăm em bé của em rất là tốt, rất là ok. Sau này á, nếu mà có cơ hội đến với nhau á, về nhà thì việc nhà em sẽ chu toàn hết, nhưng mà em có sở thích đi du lịch, và em thích đi du lịch Thái Lan. Em cũng có một bạn idol ở bên đó. Là mỗi năm là em sẽ đi một lần. Mà dạ, nhưng đi chung phải... được không? Dạ đi chung được. Vậy quá tốt có gì đâu cho em sướng. Vậy thì được thôi, chị dạ. Nhỏ chị duyệt luôn. Anh không cần trả lời, chị đồng ý. Anh duyệt không anh? Anh duyệt. Vậy em cảm ơn anh trước nha. Rồi. Vậy thôi đó hả? Yêu cầu bạn trai vậy thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em đưa ra yêu cầu anh thấy bên đàn trai là đáp ứng gần như đủ đó. Còn mình đưa ra yêu cầu làm sao? Nói chung cũng vui vẻ hòa đồng giống như em vậy đó. Cô gái nãy giờ vui không? Dạ vui, em thấy vui lắm rồi đó. Rất là vui ha. Đàm thắm nói chung là dễ thương. Đẹp thì không cần xuất sắc đâu nhưng mà dễ thương là phải có. Em cảm giác nãy giờ cô gái bên đó đầm thắm không? Nói chung là... Khoan nhận xét ra đây. Tại vì em có nhiều cái điên chưa bộc lộ. Có thể là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cá tính á. Dạ đúng rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi. Dạ em chào anh. Chào em gái. Long An là hát cái lương được nè. Em lên câu thử nghe coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi. Chờ nỗi mong chờ. Long An ơi chung thủy đợi chờ. Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không anh? Rồi, được rồi. Bên đây yêu cầu như thế em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của đàn trai? 100%. 100%. 100%. Ghê. Nãy cô gái tự tin ha, nãy cô nói đúng cô rồi, hát hay này kia. Em ở Long An mà em phải tự tin chứ. Long An chung dũng kiên cường. Ừ, vậy tự tin càng tốt nha. Dạ, nhưng đánh mà... trận nào thắng trận đó không anh? Đúng rồi, nhưng mình có những thứ mình phải kiềm chế, không phải tự tin quá nha. Dạ. Đàn trai hơi hiền, em đừng ăn hiếp đàn trai nha. Ủa hiền lắm anh? Hiền. Ôi em thích vậy á. Trời ơi, thích vậy ăn hiếp hả? Nãy giờ chị chưa hỏi bạn trai là có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Bạn gái nóng tính quá. Em thì cũng hơi nóng tính thôi, nhưng mà nếu bạn gái nóng tính đâu thì em sợ là em nhìn không nổi. Đừng có cằn nhằn hoài. Nấu một lần nghe được rồi, đừng có nấu hoài, nói nhiều em nghe nhức đầu lắm. Ăn mặc với lại make up đầu nó lè lẹt quá thôi. Cũng thuộc loại khó tính này. Gia trưởng thì mình có gia trưởng không em? Dạ không, em dễ chịu lắm. Dạ. Anh không gia trưởng mà nãy giờ anh căng make up nữa không được nữa. Vậy em đi đám cưới em để mặt mộc đi hả chị Tường? Không, có nghĩa là không phải. Đừng có lòe lẹt quá, đừng không em không thuộc diện là da bị dị ứng nên ít khi nào em make up lắm anh. À vậy hả? Dạ. Sau này là mình dự định là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở quê của em. Nhưng mà thí dụ như sau này có gặp bạn gái rồi á thì hai đứa sẽ tính. Ví dụ như mà thấy ở dưới có điều kiện làm ăn kinh tế phát triển được thì mình ở đó mình làm. Còn không thì có thể ở đâu cũng được. Đúng rồi. Nhau được rồi, với lại công việc nó ổn định, kinh tế ổn định là ok rồi. Rồi, được á, cặp này cũng hợp lý á nha. Cái mặt có nét giống nhau á. Giống hả chị? Dạ, hơi giống. Chị bữa nay ảnh mặc áo gì đi vậy chị? Áo trắng. Trời ơi, xấu xa. Không, em thích nè, bạn nam bận áo trắng. Em ghét lè lẹt, em ghét nam mà chồng cái áo màu đỏ, màu hồng, màu vàng đi ghê lắm. Trời ơi, bận cái áo trắng lên nhìn nó lịch sự mà ở đâu đi đâu cũng được, cũng đẹp hết. Màu xanh được không? Anh Quyền Linh đã có bông có chậu rồi. Theo nãy giờ tiếp xúc qua cái hàng rào này thì anh có cảm nhận gì về em không? Hồi nãy thì anh nghe giọng nói của em là anh đoán cũng dễ thương rồi mà không ngờ quay mặt ra thấy dễ thương hơn nhiều. Em biết chợ gạo không? Em không biết, em chỉ biết chợ công thôi, tại em có người bạn ở đó. Vậy hả? Lỡ mốt sau này hai đứa thích nhau xong rồi anh muốn về chợ gạo được không? Dạ, ở đâu phát triển được thì mình ở đó anh. Anh ngồi bên đây anh nói anh nói vậy đó, rồi em thấy anh là một người như thế nào? Em thấy anh buôn bán nhưng mà có vẻ như là chắc là vô nghiệp vụ của anh thì anh mới nói nhiều thôi, chứ bình thường thì chắc là cũng ít nói và rất là nghiêm túc. Anh nói nhiều lắm. Anh ngoài cái công việc là sửa điện thoại á, anh còn tham gia mấy cái chương trình, nói chung là cộng tác viên của Đài truyền hình Tiền Giang. Nghĩa là anh cũng có tham gia mấy cái hoạt động ở xã với phường. Khi nào anh đi đó nhớ dắt em theo nha. Anh sợ là anh bận quá rồi không có thời gian để chăm sóc quan tâm em đó chứ. Không sao đâu, mình thương nhau thì cái gì mình cũng bỏ qua được hết anh. Còn nếu mà không có tình cảm thì cái lỗi nhỏ thì mình cũng nói được. Anh nghĩ là khi mà lập gia đình rồi thì mình sanh bao nhiêu thì được à? Từ 1 tới 2 là đủ rồi. Theo em thì quan trọng là cái kinh tế của mình thôi. Đúng rồi. Tại vì em á là em quan niệm là lập gia đình mình có con thì tài sản chung của mình á là con, thì mình làm để mà mình lo tương lai cho con. Với lại anh thì ga lăng thì có mà lãng mạn thì tệ lắm. Không, một chút thôi cũng được. Giống như là khi nào Tết sinh nhật em hay là ngày kỷ niệm ngày cưới hay là cái gì đó, anh tặng cho em một cái bó hoa như vậy thì em cũng là ok rồi. Dắt em đi ăn thôi. Đó là hiện thực. Thích cái gì đó em cứ nói anh. Anh em thích thực tế như vậy. Tặng cho em chứ anh không thể nào suy nghĩ được là em thích cái đó để anh làm bất ngờ cho em thì. Không, em thích thực tế như vậy. Tại vì lãng mạn quá đôi khi nó sớm, nó nổi da gà. Em thấy anh rất là hiền. Tính tình thì theo như anh miêu tả từ nãy giờ đó, chắc là thoải mái, đúng rồi, không khoái. Được cái nhiều khi em cũng hay bướng á, đến em cũng trẻ con lắm, thì chắc là sẽ chịu được cái đó của em. Hai đứa tìm một bài hát nào đó hợp nhau, hát song ca thử coi. Anh biết hát bài Sầu Tím Thiệp Hồng không? Em hát đi rồi anh hát theo. Em hát trước. Từ lúc quen nhau chưa nói được lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làng môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi, nói ra e lời mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như ngóng thư trong chờ, hồi âm đắng ngay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không. Mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say sớm tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiếng đưa. Lá thư chậm rơi, từng lá nghe bồi hồi, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay, đón em nhưng nào thấy, sầu dần lên tím biết bao giờ cho quay. Rồi xong. Hay rồi. Hợp lý quá. Rồi ngồi xuống đây em. Hát thì hợp đó, nhưng mà bài nó buồn quá. Thôi để em hát một bài em tặng bạn gái. Dạ em cảm ơn. Đây là tỏ tình của em luôn. Lời tỏ tình đi ha. Hát dạ, đoạn thôi. Rồi bắt đầu. Trời đã xé sợi chỉ hồng, để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta bên hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trầu cao. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ xem thật sự đối phương có phải là người mà mình mong muốn hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất tình cảm, bây giờ hai bạn cũng rất hợp nhau nhiều vấn đề ha. Thôi, hôn đầu tiên nào các bạn. Rất dễ thương.